Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình tối nay thứ năm ngày 20 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Gia Lan Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị giao ban khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh quý 2 năm 2024. Thế hệ trẻ huyện Đắk Pơ đang nỗ lực học tập, rèn luyện và tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Sáng nay ngày 20 tháng 6, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh quý 2 năm 2024. Đồng chí Gia Lan Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và trưởng phó các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm nay, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tổ chức các hoạt động phong trào thi đua bằng nhiều hình thức đa dạng linh hoạt, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Triển khai các hoạt động đã được xác định theo hướng có chủ đề, chủ điểm, thiết thực và phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Chỉ đạo Đại hội Mặt trận cấp cơ sở, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đảm bảo tiến độ, kịp thời, phối hợp cấp ủy cung cấp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về nhân sự. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Gia Lan Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, đóng góp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác vận động quần chúng nhân dân và tổ chức sôi nổi phong trào thi đua yêu nước bằng các phần việc ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh tại địa phương trong quý 2 năm 2024. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lan Trung đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương để tập trung khắc phục một số tồn tại trong triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục bám sát hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt tình hình kịp thời, xử lý thông tin ngay từ cơ sở nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đắk Pơ, 24 tháng 6 năm 1954, 24 tháng 6 năm 2024, sáng nay 20 tháng 6, đồng chí Dương Ma Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đi thăm tặng quà các cựu chiến binh trực tiếp tham gia trận đánh Đắk Pơ đang sinh sống trên địa bàn thành phố Pleiku, cùng đi có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Man Tiệp và các thành viên trong đoàn đã đến thăm tặng quà các cựu chiến binh Phạm Ngọc Minh ở phường Thống Nhất, Đỗ Văn An ở phường Hoa Lư và Lê Ngọc Hân ở phường Giác Rinh. Tại các gia đình đến thăm cùng với thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bày tỏ tri ân sâu sắc đối với những công hiến đóng góp vô cùng to lớn của các bác các chú trong hai cuộc kháng chiến đấu tranh chống quân xâm lược, giải phóng đất nước của quân và dân ta. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp cũng mong muốn các bác các chú tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Đắk Pơ ngày 24 tháng 6 năm 1954 được đánh giá là Điện Biên Phủ ở Liên Khu 5, là thắng lợi oanh liệt trước đội quân viễn chinh Pháp hùng mạnh, là thắng lợi to lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên chiến trường Liên Khu 5 dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại. Trân trọng và tự hào đối với cha ông đã đổ máu xương, hy sinh để làm nên chiến thắng Đắk Pơ huyền thoại, thế hệ trẻ huyện Đắk Pơ đang nỗ lực học tập, rèn luyện và tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cách đây 70 năm, ngày 24 tháng 6 năm 1954, Trung đoàn 96 là đơn vị chủ lực thuộc Liên Khu 5 đã phối hợp với Trung đoàn 120 và các đơn vị cùng dân quân du kích địa phương tổ chức trận phục kích trên đường 19. Tiêu diệt gọn binh đoàn cơ động 100 hùng mạnh của Pháp và các đơn vị đang trên đường rút quân từ An Khê về Pleiku. Trận đánh chỉ diễn ra trong 7 giờ đồng hồ, quân ta giành thắng lợi vẻ vang. Các ngành chức năng và các đoàn thể của huyện Đắk Pơ thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tầm vóc và ý nghĩa chiến lược quan trọng của chiến thắng Đắk Pơ. Dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đắk Pơ này, chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch rồi tham mưu cho các cấp hội cơ sở tổ chức tuyên truyền cho đến các cái trường học về là lịch sử trận đánh chiến thắng Đắk Pơ anh hùng trên mảnh đất quê hương Đắk Pơ này. Chiến thắng Đắk Pơ là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, là niềm tự hào của quân và dân ta. Tỉnh đã xây dựng công trình đền tưởng niệm liệt sĩ và tượng đài chiến thắng Đắk Pơ nhằm tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã tham gia chiến đấu anh dũng trong trận đánh Đắk Pơ huyền thoại. Nơi đây là địa chỉ đỏ để giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc,
để thế hệ trẻ tiếp bước thế hệ cha anh. Là một đảng viên, em vô cùng biết ơn và tự hào khi được sinh ra trên mảnh đất Đắc Bơ anh hùng. Em hứa sẽ cố gắng học tập, em sẽ tích cực tham gia các phong trào như đền ơn đáp nghĩa, nhớ uống nước nhớ nguồn và sẽ cố gắng tuyên truyền về lịch sử hào hùng của chiến thắng Đắc Bơ. Trong các chương trình giáo dục địa phương thì nhà trường cũng đặc biệt lưu tâm đến vấn đề giáo dục truyền thống cho các em và đặc biệt nhất là cái trận chiến thắng Đắc Bơ này. Qua cái hoạt động này thì sẽ giúp cho các em học sinh hiểu hơn về cái chiến thắng Đắc Bơ cũng như là hiểu hơn về cái trận đánh này và qua đó các em cảm thấy biết ơn những cái anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc và hiểu rõ hơn về cái nhiệm vụ của mình trong học tập. Tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, về chiến thắng Đắc Bơ lịch sử, tuổi trẻ huyện Đắc Bơ nguyện không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Chiều nay, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Đắk Lắk tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 20 tháng 6 tại thành phố Pleiku, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024. Tham dự tọa đàm có các đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, A Duy Nội Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh cùng đông đảo lãnh đạo, phóng viên, nhà báo các cơ quan thông tấn báo chí địa phương trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao cấp huyện trong tỉnh. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang và những mốc son chói lọi qua 99 năm hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Cùng với sự phát triển của báo chí cả nước, báo chí Gia Lai cũng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng trong xu thế phát triển công nghệ số hiện nay. Bản lĩnh chính trị và tính chuyên nghiệp của đội ngũ người làm báo ngày càng được nâng cao. Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương với nhân dân. Tại buổi tọa đàm, thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của tỉnh Gia Lai. Thông tin về kết quả trên các lĩnh vực của tỉnh Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy chính quyền địa phương để góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp văn minh, giàu bản sắc. Ở góc độ Ủy ban Nhân tỉnh, tôi cũng sẽ luôn đồng hành cùng báo chí và tôi đề nghị rằng các anh chị khi cần trao đổi thông tin, cần cung cấp thông tin thì cứ mạnh dạn đề xuất thì chúng tôi luôn luôn sẵn lòng. Luôn luôn sẵn lòng để mà tạo điều kiện cho các anh chị có một môi trường tác nghiệp tốt nhất, thuận lợi nhất. Và thời gian vừa qua thì đánh giá rằng Đài Phát thanh Truyền hình cũng như báo Gia Lai cũng như các phóng viên báo khác là thực hiện cái chuyển đổi số rất là mạnh mẽ. Tôi cũng rất mong qua hội nhà báo, qua các cái chi hội của phóng viên, các anh chị giúp cho tỉnh trở thành là một cái mái nhà chung của phóng viên báo chí, quy tụ thật nhiều anh chị em để sinh hoạt và trở thành một cái mái nhà chung. Một lần nữa, nhân ngày báo chí, xin chúc các anh chị phóng viên báo chí, chúc quý vị đại biểu thật nhiều sức khỏe và đồng hành cùng tỉnh Gia Lai. Tại buổi tọa đàm, đại diện các cơ quan báo chí và các phóng viên nhà báo đã cùng trao đổi và chia sẻ tâm tư nguyện vọng của những người làm báo trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội hiện nay và trong thời kỳ bùng nổ thông tin trên Internet, mạng xã hội. Nhân dịp này, có 9 hội viên của Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam. Đồng thời, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã trao quyết định kết nạp hội viên Hội Nhà báo Việt Nam năm 2024 cho 10 cá nhân đang công tác trong các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao cấp huyện. Chiều nay ngày 20 tháng 6 tại thành phố Pleiku, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Đắk Lắk tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Đắk Lắk. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Mạt Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Đào Mỹ đồng chủ trì hội nghị. Vùng giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Đắk Lắk có chiều dài 418 km, trải dài qua nhiều địa phương có địa hình phức tạp, hiểm trở, nên công tác quản lý bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn.
Trên cơ sở quy chế phối hợp đã ký kết, các lực lượng kiểm lâm của 4 tỉnh đã tổ chức 1.876 đợt tuần tra, truy quét, phát hiện, xử lý 565 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tại khu vực giáp danh, tăng cường kiểm tra, giám sát các chủ rừng, thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng, khoán quản lý, bảo vệ rừng cho các tổ chức cá nhân, cộng đồng dân cư tại khu vực giáp danh nhằm tạo sinh kế, tăng thu nhập và thu hút người dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Mạt Tiệp nêu các giải pháp tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, luật lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, chủ động nắm bắt thông tin, tổ chức kiểm tra, kiểm soát lâm sản tại các địa bàn trọng điểm, đẩy mạnh trao đổi thông tin, kinh nghiệm và giải quyết những vấn đề vướng mắc tồn tại nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp danh giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Đắk Lắk trong thời gian tới. Sáng nay 20 tháng 6, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP 4 sao đợt 1 năm 2024 thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Gia Lai. Tham gia đánh giá đợt 1 có 9 sản phẩm của 4 chủ thể đến từ thành phố Pleiku và thị xã An Khê, trong đó có 6 sản phẩm tham gia đánh giá mới, 3 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng lại. Đây là những sản phẩm mang tính đặc trưng của vùng miền đã khẳng định được chất lượng thương hiệu trên thị trường. Các sản phẩm được đánh giá đã có nhiều cải tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã. Tại hội nghị, sau khi các chủ thể giới thiệu thông tin về sản phẩm, các thành viên hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã tham gia nhận xét, góp ý để các chủ thể tiếp tục hoàn thiện sản phẩm trong thời gian tới. Đến đây, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự sau.